Thưa quý vị, đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư, đặc biệt là bắt đầu từ tháng 7 năm 2021, đã khiến cho những mảng màu xám loang rất nhanh trong bức tranh toàn cảnh khu vực doanh nghiệp. Các doanh nghiệp vốn đã bị tổn thương lại càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Và các nguồn lực dự trữ đang cạn dần trong khi thị trường chưa có dấu hiệu phục hồi hoặc đang phục hồi rất chậm. Thực tế đã cho thấy một chính sách kinh tế đồng bộ, linh hoạt để duy trì phát triển doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19 như hiện nay là thực sự cần thiết. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Chương trình này được phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện trong khuôn khổ của chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025. Những con tàu nằm chết lặng trong ga Hà Nội. Trong quầy vé, chị Phương Trinh hết nhìn hàng ghế trống rồi hành lang không một bóng người. Nhiều tháng trở lại đây, mặc dù đã bị cắt giảm giờ làm, cắt giảm đến 70% lương, nhưng chị vẫn thấy mình may mắn hơn những đồng nghiệp đã bị mất việc. Khách vắng hơn, thu nhập bọn em cũng thấp hơn một chút. Và hàng tháng thì bọn em phải nghỉ luân phiên, làm một tháng nghỉ một tháng thì cũng khó khăn việc. Khó khăn hơn thì em mong là khi dịch Covid hết thì công việc của bọn em sẽ trở lại thuận lợi hơn, đông khách hơn thì thu nhập bọn em sẽ cao hơn. Hơn 130 năm ngành đường sắt thành lập, lần đầu tiên ngành đường sắt chứng kiến việc dừng chạy tàu khách. Từ năm 2020 đến nay là thời điểm khó khăn chưa từng có của ngành đường sắt do ảnh hưởng từ dịch COVID-19. Hơn 13.000 người đã bị mất việc hoặc thiếu việc làm, nguồn thu chính từ vận tải hành khách không có, trong khi vận tải hàng hóa chiếm thị phần nhỏ, khoảng 30% nên không thể xoay sở dòng tiền để duy trì hoạt động. Mới đây, Tổng Công ty Đường sắt đã phải có văn bản lên phương án vay 800 tỷ đồng từ gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng để duy trì hoạt động. Đây là mức tối thiểu để duy trì dòng tiền hoạt động, cố gắng cầm cự với tính toán các chi phí thấp nhất. Sao để chính phủ hỗ trợ cũng như là sử dụng từ ngân hàng chính sách hoặc các tổ chức tín dụng khác để sao lại có thể là tạo điều kiện về thủ tục nhanh nhất, thuận lợi nhất để doanh nghiệp vay được dòng tiền để duy trì hoạt động. Và trong đó dòng tiền chủ yếu đó là cái trả lương, một cái mức lương tối thiểu cho cán bộ nhân viên. Cái thứ hai thì Tổng ty cũng đề xuất với lại chính phủ báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước cũng như là cái buổi làm việc với lại Ủy ban Tài chính của Quốc hội. Đấy, thì cũng đã đề xuất ra cái gói tín dụng không lãi suất trong vòng 1,5 năm là vay 800 tỷ từ nay sẽ đến hết 2022. Vì chúng tôi kỳ vọng rằng là với kịch bản sớm nhất là cuối năm nay và kịch bản thứ hai thì đến giữa năm 2022 chúng ta kiểm soát được hoàn toàn dịch. Cũng tương tự như ngành đường sắt, ngành hàng không cũng điêu đứng vì COVID-19. Các cảng hàng không nửa đầu năm nay chỉ đạt 26,8 triệu lượt hành khách, giảm 19,4% so với cùng kỳ năm 2020. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng nhiều cơ chế, chính sách hiện nay không thích ứng với tình hình đại dịch, gây khó cho ngành hàng không duy trì nội lực và bứt tốc sau dịch. Theo các chuyên gia, giải pháp cấp bách quan trọng nhất là cần có cơ chế tạo hành lang pháp lý khai thông nguồn vốn hỗ trợ lãi suất cho hàng không. Trước tiên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần sửa đổi, kéo dài thời hạn giãn, hoãn nợ theo thông tư 03 năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước có thể đến năm 2022 theo diễn biến của dịch để các hãng bay không bị rơi vào nhóm nợ xấu. Tính riêng cho các cái hãng hàng không, mỗi một ngày là đã phải chi 100 tỷ để mà chi phí. Và hơn như thế để đảm bảo cho cái đội máy bay luôn luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ trước mắt cũng như là khi mà thị trường phục hồi. Có thể thấy làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư được coi là có tác động dữ dội đến cộng đồng doanh nghiệp. Trung bình nhu cầu trong các ngành giảm từ 40 đến 50%, nặng nề nhất là ngành hàng không, vận chuyển hành khách, du lịch, nhà hàng, khách sạn, nhu cầu đều bị giảm đến 70 tới 80%. Trong bối cảnh này, ngày 1 tháng 7 năm 2021, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 68 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, thực hiện gói hỗ trợ trị giá 26.000 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ tiếp sức cho người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất. Gói hỗ trợ này cũng nhận được đánh giá từ các đại biểu Quốc hội là thiết thực và nhân văn, nhưng cần đẩy nhanh tiến độ. Đối với gói 62.000 tỷ, chúng ta thực hiện chưa kịp thời và kết quả là chúng ta chỉ thực hiện được 36.000 tỷ, tương đương 36% tổng mức dự kiến. Và rút kinh nghiệm ở gói cứu trợ này thì gói thứ hai là 26.000 tỷ được xây dựng trên tinh thần hết sức thông thoáng. Và tôi nghĩ đổi mới là điều hết sức trân trọng. Nhưng nếu không thận trọng thì chúng ta sẽ chuyển từ thái cực này sang thái cực khác. Và tôi muốn nói rằng
khẩn trương là cần thiết. Cần tập trung giải ngân các gói hỗ trợ bảo đảm đúng, đủ cho các đối tượng thụ hưởng, nhất là đối với các đối tượng công nhân, người lao động bị mất việc làm, thu nhập. Đến nay thì số liệu cho thấy giải ngân của gói 26.000 tỷ của chúng ta là rất thấp, có những nội dung chúng ta chỉ đạt có 0,26%. Đây là vấn đề mà đại biểu Vũ Thị Lương Mai cũng đã đề cập. Do đó tôi đề nghị cần phải rút kinh nghiệm cho cái gói 26.000 tỷ chúng ta mới được triển khai. Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hiện đã có 63 trên 63 địa phương ban hành kế hoạch, chủ trương và đang triển khai nghị quyết. Việc hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đang thực hiện nhanh chóng, khẩn trương, giúp vực dậy những khó khăn của nền kinh tế đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Cụ thể như chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động, chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Qua triển khai đến nay đúng 15 ngày cho thấy việc ban hành 12 chính sách trong nghị quyết 68 và quyết định 23 là kịp thời, đúng và trúng đối tượng. Nhìn chung thông thoáng về hồ sơ, về thủ tục, rút ngắn về thời gian. Nhìn chung cho thấy giảm 2/3 thủ tục và rút ngắn 2/3 thời gian như gói nghị quyết 42. Chính phủ luôn thể hiện tinh thần đổi mới, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đây sẽ là thử thách lớn, nhưng Thủ tướng Chính phủ cũng tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp sẽ vượt qua thử thách này với 4 yếu tố tâm, tài, chí, tín. Kinh tế có thể khó khăn, nhưng niềm tin trong xã hội sẽ được củng cố. Đất nước ta sẽ chiến thắng đại dịch, vượt qua khó khăn và phát triển bền vững trong thời gian tới.